của. Đây. Nào bà Đảo nào, các cháu nhìn thấy chưa? Đây. Với bà Đảo đây. Ôi, là nghe ai hết ra rồi các cháu ạ. Ôi. Ôi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây, hôm nay bà lại làm clip các cháu ạ. Bà làm một mâm ngao hấp xả ớt siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi, cái món ăn này lâu lắm rồi bà không được ăn thì hôm nay bà làm nhá các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu này. Bà chuẩn bị 10 cân ngao này đấy. Bà đã ngâm nước muối rồi đấy, nó nhả để cho nhả cát rồi đấy, bà ngâm và rửa sạch rồi đấy. Đấy. Ngon lắm, trắng ngần này đấy các cháu ạ, đấy. Ngoài ra gia vị là bà chuẩn bị cả xá này. Đấy, xá này. Và nó không có me thì bà chuẩn bị dứa này, đấy, hai quả dứa này, đấy. Và tỏi này, đấy. Và chanh, lá chanh và ớt này, đấy. Và hai chai tương cà và tương ớt này. Đấy, tương cà và tương ớt, đấy. Rồi. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá. Bà đi băm xả này, làm tỏi này, gọt dứa này, bà làm nước sốt sau bà thả ngao vào nhá. Rồi đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà gọt dứa nhá. Bà có nhờ con gái bà là Thanh Lương Vlog nhá, giúp bà để cho nhanh nhá, nhanh cái món này nhá. Thì các cháu ạ, con gái bà cũng có kênh vlog đấy, là Thanh Lương Vlog. Các cháu yêu quý con gái bà thì đăng ký ủng hộ kênh nhá. Nào bây giờ bà gọt dứa. Tôi bỏ con dao này. Bà không chuẩn bị được me mà chuẩn bị dứa cũng được các cháu ạ. Con gái bà ít nói lắm các cháu ạ. Cái món này chắc hôm nay ngon lắm này. Ngao hấp xả ớt. Cho dứa này là các cháu ơi, hôm nay bà hấp ngao này kiểu như là ngao hấp theo phong cách của Thái. Siêu cay luôn mọi người ạ. Của Thái các cháu ạ. Nó nhiều kiểu hấp lắm nhưng bà hấp kiểu này. Bà gọt hoa quả vụng lắm, không như các cô các bác đi bán hàng gọt nhanh lắm. Bà chỉ hai đứt tay. Trồng được các bạn ạ. Các cháu ơi, đấy nguyên liệu gia vị bà chuẩn bị rồi nhá. Thì bây giờ bà đặt cháo lên rồi, nó cũng bóng rồi. Hai mẹ con nhà bà đặt cháo bóng rồi. Thì bây giờ bà bỏ dầu vào nhá. Bỏ dầu vào cho bà, bỏ tỏi mê, bỏ xáo vào và sốt. Mẹ là dầu à, rồi, mẹ rồi. Này. Rồi rồi. Rồi. Bây giờ bà bỏ tỏi vào lại, các cháu nhìn lại. Ui, con đảo. Thơm phức các bạn ạ. Mạnh tay. Ít dầu cho không. Đây. Rồi, bà bỏ xá vào nữa này, các cháu này. Ui. Bà bỏ xá vào, cho vang lên, bắt đầu bà đổ ớt và dứa nhá. Nó vàng lên con ơi. Thơm lắm các cháu ạ. Rồi bây giờ bà bỏ ớt và tỏi vào dứa này. Đấy. Các cháu nào mà thích ăn cay thái ra như thôi, bà để cả quả cho nó ngầu lại. Đấy. Đây con thô lên nhá. Con thô lên. Rồi con thô lên.
À, các cháu ơi, bây giờ bà cho gia vị nữa nhá. Đây là bà cho một ít muối vào này. Một ít muối vào đấy. Một ít muối đấy. Nào, bà cho ít hạt lêm nào. Bà cho ít hạt lêm ạ. Đây. Đây. Bà cho ít đường vào nào. Ít đường. Ít đường. Rồi. Thêm cái vàng vào lên đi, vàng lên đi, cho bà bỏ trên cà nữa bà. Cái mang mẹ xe này. Con chú bớt, chú bớt vào, con chú bớt vào. Cháu ơi, bây giờ bà bỏ tương cà và tương ớt vào nhá. Bà bỏ tương cà và tương ớt. Ôi, ôi, ôi. Rồi, bà sốt lên rồi bà lại cho nước vào. Con em ăn nước vào đây con ơi. Nào, trời ơi thơm quá. Con đổ nước vào. Đấy, bà bỏ nước vào. Đứa nữa con cho nước thêm nữa. Rồi. Đấy, con lấy vung đi, con lấy vung đi. Bà lấy vung đi. Bà lấy vung đi. À, các cháu ơi, đây nước sốt của bà nó sủi rồi nhá. Thì bây giờ bà đổ ngao vào này. Wow, yeah. Đấy. Đổ ngao vào đây, con đổ ngao vào đây. Wow. Nào, bây giờ bà sốt lên nào. Đậy bung vào, bà cho lá chanh vào này, các cháu này. Rắc lá chanh vào này, đấy. Xong rồi đậy bung vào đun sôi. Ừ đúng rồi, con đậy bung vào, con đậy bung vào. Bà rắc tí xả mún nữa này. Đấy, cho thơm. Rồi. Rồi con đậy bung nhá. Con đậy bung vào đây. Ui ôi, sủi là chín rồi các cháu ạ. Ôi ôi. Đấy, các cháu ạ, bây giờ nó sủi sọc sọc rồi đấy. Bây giờ bà mở ra nhá. Wow. Đấy. Nào, bà đảo nào, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, bà đảo đấy. Đấy, lên nghe ai hết ra rồi các cháu ạ. Đấy. Ôi. Mùm lắm các cháu ạ, đấy, lở hết rồi. Các cháu nhìn này đấy. Đấy. Ôi. Rồi, các cháu ơi, nó lở rồi là thôi nhá, nó đun quá là nó quắt mà. Nào bây giờ con gái ơi, con gái ơi, ra đây khay cho mẹ ngay. Nào, ui, đây con cháu ạ, ui con cháu nhìn chưa, thơm lắm. Rồi con cháu ơi, bây giờ bà cho ra cái mâm khổng lồ nhá, bà lại mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Đấy. Các cháu ơi, đấy bà đã làm xong đĩa ngao hấp xả ớt kiểu Thái rồi đấy các cháu ạ, xong rồi. Bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn đi. Vâng. Ừ, ăn đi. Mời các bạn nhá. Mời cả mọi người nhá. Mời các bạn nhá. Ừ. Ngọt đấy. Ngon không? Ngon. Ừ. Các cháu ạ, cái món ngao này ngọt lắm. Ngọt lắm các bạn ạ. Ừ. Chua cay ngọt nữa. Chua cay ngọt. Có vị của tỏi lại vị thơm thơm. Thơm thơm vị dứa. Cái nó khổng lồ tí ăn đấy. Nhanh nhỉ. Đấy. Ui, anh mua tô mặt đấy. Cái này con nghĩ là bàn đấy phải bóc 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 nhân ra ăn nó dễ mà. Các bạn ơi, ngọt, cay, ngon lắm. Đấy, ngon. Tuyệt vời. Sóc độc nhân nhỉ. Ngon. Mấy điểm anh? 10. Ngon lắm các bạn ạ. Mình ăn tốn các bạn, ăn mấy cái này nó dơ nước. Ăn mấy cái này nó cắn miếng béo quá. Nước ngọt lên. Cái nước này ngọt các cháu ạ. Ngao ngọt lắm. Thế bà cho mấy hạt đường ạ? Ngọt thật. Được. Ăn này bổ lắm các bạn ạ. Ăn ngao nó mát các cháu ạ. Ừ.
Ngon đấy. Miệng cháu đã to như này nó ăn miếng bé quá, toàn phải cắn miếng một tí tí này. Ngay cả vỏ. Phải gãy răng. Anh cũng phải nhai cả vỏ nhiều canxi. Anh nghĩ là trời cho vào rổ sóc sóc lấy cái thôi bạn. Cho vào rổ sóc lấy cái không ăn thật nhanh. Ăn lẫn với dứa ngọt lắm các bạn ạ. Ngon. Có tí nước còn nữa. Lại có vị lá chanh nữa các cháu ạ. Con được húp nước này. Mình uống ít nước nhá. Wow, ngon đấy. Ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon. Nước ngon. Nước ngon mà. Uống nước này bổ lắm anh ạ. Mát. Bao nhiêu nước cốt ra. Nước này úp mì tôm ngon lắm bạn. Chuẩn chuẩn. Wow. Có con ngao nó lại nhất định nó không há mồm. Lợ quá. Lắm con ngao nhất định nó không há các cháu ạ. Chứng tỏ nó lì lợm quá. Các cháu ơi. Đây. Đấy, cái này nó đọng nước này bà cứ này. Mình ngọt lắm. Chưa dài. Ngon thế. Lương đánh giá bà bao nhiêu điểm cái... Các cháu ạ, đã thấy là vị xả, vị tỏi nữa. Ăn vào nó sảng khoái. Mấy cháu ăn mạnh đi. Các cháu ơi, đấy. Mấy bà cháu nhà bà ăn vãn rồi các cháu ạ. Vãn rồi. Cháu ăn mạnh đi. Mình ăn nhiều ghê rồi các bạn ạ. Đây này. Bát của tôi bỏ ăn thứ bóng này các bạn. Ăn đã thật. Các cháu ơi. Ăn mãi không chán. Đấy cái món ngao hấp xả ớt này, kiểu Thái này của bà hôm nay các cháu ạ. Ăn vào nó ngọt ngọt, nó lại chua chua, nó lại cay cay, nó lại thơm thơm nhá. Được. Lần đầu tiên hôm nay bà làm món ngao hấp xả ớt kiểu Thái. Nói chung là ăn mãi không biết ngán các bạn ạ. Nước ngon các bạn. Nước ngọt mà. Chỉ là xin nước về nấu mì tôm ăn. Và chan cơm. Ơi. Bà hút nước à? Đậm đà luôn. Ngon, đậm đà. Mắc ngon. Đấy, dứa này. Bà không có me, bà cho dứa. Bà cho nó mạnh đấy. Con ăn mạnh đấy. Lương ăn hết cả vỏ này. Không thấy vỏ đâu rồi. Nhớt cả vỏ. Anh nhìn người em thiếu chất. Thiếu canxi. Ngon lắm. Cháu ơi. Đây, mấy bà cháu nhà bà ăn hết cái chảo ngao hầm ngao hấp xả ớt rồi đấy. Còn những cái con mà nó không mở mồm này là các cháu ạ thì không ăn được. Đấy, chả biết nó làm sao đấy, nó không há mồm. Chắc ơi, chắc là bị câm. Các cháu ơi. Đấy các bạn ạ, đây là chiến tích của mình. Đây là chiến tích của mày mình. Mày chưa bằng anh được đây à. Đấy, các bạn thấy chưa? Anh ăn nhiều ấy. Mồm rộng ăn nhiều. Ngon. Các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi các cháu ạ. Các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ giúp bà nhá. Bây giờ bà chào các cháu nhá. Chào bà nhá.